Dạ vâng, xin được hân hoan đồng nghiệp chào đón toàn thể quý vị khách quý đã có mặt đông vui tại Tư Gia để cùng chúc mừng buổi lễ tân gia Bắc Phạm Thị Oánh trong buổi tối ngày hôm nay. Và mở đầu chương trình văn nghệ chúc mừng buổi lễ tân gia bà Phạm Thị Oánh, những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị ca khúc được mang tên Khách Đến Chơi Nhà Lời Mới qua sự thể hiện của Minh Tiệp, Tuấn Nam và Thu Phương. Xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách mời đang có mặt đông vui tại Tư Gia
của gia đình. Chúng ta cùng tự nhiên xơi nước, xơi thuốc, chung vui tiệc ngọt để cùng mừng cho ngày vui của bác Phạm Thị Ánh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, và liên tục trao văn nghệ chúc mừng cho buổi lễ tân gia trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Minh Tiệp trở về từ đoàn chèo Hải Dương. Xin mời nữ ca sĩ Minh Tiệp. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay thì mình muốn dành tặng tới tất cả quý vị cũng như điểm chúc mừng cho bà với một đợt sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo với ca khúc Chuyến Đỏ Quê Hương. Sẽ phép trân trọng gửi tới tất cả quý vị. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Minh Tiệp, chủ đề từ nhà hát chèo Hải Dương. Vâng, và một ca khúc rất là ý nghĩa dành cho bác Phạm Thị Oánh trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như tất cả toàn thể quý vị đang có mặt đông vui tại khán phòng của gia đình. Và chúng ta sẽ dành cho nữ ca sĩ Minh Tiệp một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và liên tục chào văn nghệ chúc mừng cho buổi lễ tân gia trong buổi tối ngày hôm nay. Thì ngay sau đây, Thu Phương xin được giới thiệu lên sân khấu giọng hát của bác Vũ Túc. Vâng, xin mời bác Vũ Túc sẽ lên sân khấu để có một món quà âm nhạc dành tặng cho gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Và một tràng pháo tay thật lớn ạ, dành cho bác trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, hôm nay rất vui là mừng các cháu đã xây được cho bà Trì một căn nhà mới. Và để mừng ngày lên nhà mới ngày hôm nay của bác Cải Oánh thì em xin hát tặng cả nhà bài hát là Trèo, mang tựa đề là Hát về Tổ quốc hôm nay theo điệu Đường Trường Thu Không của soạn giả Bùi Văn Nhân. Xin mời dàn nhạc. Mà có cái tháp nha, cái bài nó có cái tháp ấy. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xuống xa bao niềm vui mơ, bao niềm vui mơ xin có đôi lòng trong từng câu hát từ đây lòng tôi. Trong nước non đang thay đổi, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài não. Vâng, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bài hát chèo rất là hay, rất là ý nghĩa của bác Vũ Túc dành cho bác gái trong buổi tối ngày hôm nay. Và một nữa thì ban tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách mời đã có mặt tại tư gia của gia đình, chúng ta cùng xơi chầu, xơi thuốc, xơi nước và cùng cũng như là chúc mừng cho buổi lễ tân gia của bác Phạm Thị Oánh trong buổi lễ tân gia ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và nhân dịp buổi lễ tân gia trong buổi cuối ngày hôm nay, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến khoảnh khắc trang trọng nhất, ý nghĩa nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là khoảnh khắc vợ chồng anh Viên, chị Huệ sẽ chính thức lên tặng hoa và chìa khóa nhà cho mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác bước lên sân khấu ạ. Xin mời anh chị cũng sẽ hiện diện lên sân khấu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây chúng ta đang được chứng kiến anh chị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì chúng ta đang được chứng kiến anh Huyên, chị Huệ cũng như các cháu dành tặng cho người mẹ của mình một bó hoa tươi thắm và sẽ chính thức trao chìa khóa nhà cho mẹ của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngôi nhà anh chị vừa xây xong cũng là món quà anh chị tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, với mong muốn mẹ sẽ sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, quây quần bên con cháu lúc tuổi già. Một tràng pháo tay thật lớn ạ để cùng chúc mừng cho bác cũng như gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng. Dạ vâng, và để thay lời cho anh Huyên, chị Huệ, ngay sau đây MC xin được đọc vài vần thơ của anh chị tặng mẹ. Xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Nhà con nằm đã xong rồi, hôm nay chìa khóa trao tay mẹ già. Ước mong con cháu thiết tha, mẹ vui sống khỏe, trăm năm thọ trường. Vâng, đó là những mong muốn của anh chị được chăm sóc phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Dạ vâng, và thay mặt cho gia đình xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị khách mời đang có mặt đông đủ tại tư gia của gia đình. Xin mời chúng ta cùng tự nhiên xơi thuốc, xơi nước và cùng chung vui tiệc ngọt để cùng chúc mừng cho bà trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục hát văn. Vâng, tiết mục hát văn. Vâng, một tiết mục hát văn công cha nghĩa mẹ do anh Đức Viên là con của bà sẽ gửi tới toàn thể quý vị. Thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Dạ vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các chú, các bác, các anh, các chị, ngày hôm nay thì vợ chồng chúng cháu không biết nói gì hơn, rất là vui vì thỏa lòng mong ước của mẹ cháu.
mà có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh thì có sự hiện diện của toàn thể mọi người đến chúc mừng, trước là mẹ cháu, sau là mừng cho gia đình chúng cháu. Thì ngay bây giờ thì cháu cũng xin được gửi tới toàn thể các cụ, các bà, các bác, các anh, các chị một bài hát văn. Bài hát văn được mang tên Hát Văn Công Cha Nghĩa Mẹ, xin được gửi tới toàn thể quý vị.
cùng chung dòng máu của cha, cùng chung cùng ruột mẹ hiền sinh ra. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ chúc mừng cho ngày vui của mẹ cháu, đó là ngày Tân Gia, thì ngay sau đây thì cháu cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giọng ca của chú Quang Tài với một bài hát chèo. Xin được trân trọng kính mời chú. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cho một tràng tay thật lớn để cổ vũ cho giọng ca của chú Quang Tài. Trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, để chúc mừng buổi tân gia buổi tối hôm nay, lần đầu tiên xin chúc gia đình chị cũng như các cháu luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, lời chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người trong buổi tối hôm nay. Vâng, xin kính chào. Vâng, một bài hát hát về mẹ. Vâng, quý vị cùng lắng nghe làn điệu chèo Tình Mẹ Bao La. Vâng, quý vị, cuộc sống của người ai cũng có người mẹ. Chúng mình hãy hát về mẹ, quý vị ơi. Yeah,
Và tiếp chương trình liên hoan văn nghệ chúc mừng cho buổi lễ tân gia trong buổi tối ngày hôm nay, Thu Phương xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị một giọng hát đến từ thị trấn Tứ Kỳ, là một người bạn đồng nghiệp cùng với anh Huyên. Vâng, đó chính là giọng hát của em gái Thanh Hồng với ca khúc được mang tên Lời Ru. Đầu tiên cho phép Thanh Hồng xin được trân trọng kính gửi tới tất cả quý vị đã có mặt tại bữa tiệc tân gia của gia đình và phóng trong buổi tối ngày hôm nay lời chào và lời kính chúc sức khỏe ạ.
Kính thưa quý vị, đúng là công cha nghĩa mẹ các vời, làm con phải nhớ suốt đời khắc ghi. Và lúc này đây xin được chúc mừng cho bà Phóng cũng như tất cả những người mẹ thân yêu. Và ngày hôm nay đó chính là người con trai yêu quý của bà, vợ chồng anh Huyên đã cất cho bà một ngôi nhà vô cùng ấm cúng và có sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và lúc này cho phép Thanh Hồng cũng như thay lời muốn nói được gửi tới tất cả các mẹ của chúng ta cũng như toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Lời Ru. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Để nơi
con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru tay vòng cành tiêu, thân con lặn lội mấy chiều xa xôi. Lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru bên mây đợi chờ, cha đi bộ đội từng giờ mẹ mong đợi xa. Con đường suối dòng lời ru của mẹ ai đón tháng ngày. Của toàn thể quý vị dành cho nữ ca sĩ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và tiếp theo xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở lại với giọng hát của nữ ca sĩ Minh Tiệp. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của anh Đức Việt đến từ Tứ Kỳ với ca khúc được mang tên Gánh Mẹ. Xin mời toàn thể quý vị dành cho anh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các bác anh chị trong buổi tối hôm nay. Ngày hôm nay là mừng tân gia của con bà. Nên thay mặt cho con anh em Đức Kỳ xin gửi chúc sức khỏe tất cả các cùng các bạn, quý vị, các bác anh chị một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Chúc con gánh mẹ một cả đời, mẹ đã tập tần gánh con, chúc con gánh mẹ đầu, cả lòng mẹ đã gánh con đi trời. Ngày xưa mẹ gánh áo, con xin gánh những lời mẹ ru. Đừng đời sự gió dịu vù, vì con hạnh phúc chẳng tình gian. Để con gánh mẹ nâng vai, sợ chi mẹ mất một màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua lắm dần những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai vẫn còn đắp đôi, sống hai vai mẹ già là xa xa đây, đỡ đông là lao một đời bồng bồng tay áo nơi đâu bằng bồng nhung.
cháu người gánh chính là thân trở lại với sân khấu. Trong chương trình đêm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Minh Tiệp. Hãy kính thưa quý vị thân mến, và sẽ là một chương trình khác trở lại với toàn thể quý vị. Có một đợt sáng tác của Nguyễn Thắng, một sáng tác của Sư Nguyễn Trọng Tạo với ca khúc Khúc Hát Sông Quyên Sư Phép cho trọng giá đẹp đẹp đẹp. Chồng cứ như là thiếu niên đi. Ô, cô già lắm rồi. Này, có phải con anh Thắng không? Rồi, rồi, cô vẫn nhớ đấy. Về nhá.
về buồn. Từng học phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo bay trên má em hồn. Ơi có sông quê, có sông quê, ơi có sông quê, có sông quê. Sông quê nhớ chân người ta ngồi ngóng mẹ, vui vui tuổi thơ. Yêu đang khẽ
nhớ khi mái tóc bạc trái tim mà dòng tươi đẹp thấy những lứa đôi quê ngay sau đây Thu Phương sẽ song ca cùng với bác Vũ Túc một ca khúc được mang tên Gửi Về Quan Họ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Dạ vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho gia đình xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách mời đã có mặt đông vui tại khán phòng chúng ta cùng xới nước xới thuốc cũng như chung vui tiệc ngọt để cùng chúc mừng buổi lễ tân gia trong buổi tối ngày hôm nay và cùng đăng ký cho mình những ca khúc sở trường nhất hay nhất dành tặng cho bác ba và tiểu bánh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao hơi thở là